Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh youtube của chúng tôi. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình ngày hôm nay. Lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, Nga đã bắn đồng thời các tên lửa phóng từ biển, trên không, trên bờ và từ tàu ngầm dưới mặt nước trong một cuộc tập trận. Đài Sputnik dẫn lời đại diện của Cục Hỗ trợ Thông tin Hạm đội Thái Bình Dương cho biết đây là sự kiện bắn đồng loạt đầu tiên ở Nga kể từ thời kỳ hậu Xô Viết. Cuộc tập trận hải quân Finval 2023 do Đô đốc Nikolai Yevmenov hiện giữ chức vụ Tổng tư lệnh Hải quân Nga, chỉ đạo. Các hoạt động diễn ra trên vùng biển Chukchi và Bering cũng như trên bán đảo Chukchi. Hôm 25 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã hoàn thành chương trình tập trận. Các lực lượng liên quan đã bắt đầu quay trở lại căn cứ triển khai thường kỳ. Khoảng 10.000 quân nhân và hơn 50 đơn vị thiết bị quân sự đã tham gia tập trận Finver 2023. Các thiết bị này bao gồm tàu mặt nước và tàu hỗ trợ, tàu ngầm, máy bay hải quân và trực thăng, hệ thống tên lửa ven biển Ban và Bersen cũng như các phương tiện bọc thép bánh xích có khả năng hoạt động cao trên mọi địa hình. Trước đó, Sputnik dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết hai tiêm kích đánh chặn siêu thanh MiG-31 của nước này đã diễn tập bắn đạn thật đánh chặn mục tiêu giả định là tên lửa hành trình của đối phương ngay trên không. Đây là một phần của cuộc tập trận Finval 2023 do Hải quân Nga tổ chức. Từ đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga đăng tải, chiếc MiG-31 tham gia diễn tập phóng đi hai tên lửa không đối không, đánh chặn thành công hai tên lửa hành trình đối phương trên vùng biển Chukotsk Bên cạnh đó, nó còn bay cùng một chiếc MiG-31 khác làm nhiệm vụ hộ tống. MiG-31, NATO định danh là Foxhound, là máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư của Nga, do hãng Mikoyan thiết kế và phát triển. Chúng được triển khai thực hiện các nhiệm vụ đánh chặn các mục tiêu trên cao. Khung máy bay được chế tạo từ nhiều loại vật liệu khác nhau, bao gồm thép, titan, hợp kim nhôm và vật liệu tổng hợp. Máy bay có trọng lượng rỗng đạt 21,8 tấn và trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 46,2 tấn. MiG-31 được trang bị hai động cơ Solo VF D30 F6 cho phép bay với tốc độ tối đa 3.000 km một giờ và leo cao với tốc độ 208 m trên giây. MiG-31 có bán kính chiến đấu 720 km và phạm vi hoạt động 3.300 km. Tiềm kích MiG-31 có thể mang các loại tên lửa không đối không và không đối đất, bom và tên lửa siêu thanh. Bộ Quốc phòng Nga hôm 19 tháng 9 đã đăng tải đoạn video tiêm kích MiG-31 diễn tập đánh chặn tên lửa hành trình trên biển Chukotsk trong khuôn khổ cuộc tập trận Finval 2023 trong giai đoạn đầu của cuộc tập trận, lực lượng Nga đã tiến hành các bài tập chiến đấu tập trung vào việc đánh bại một nhóm tàu ở phía đông bắc biển Bering, tiến hành tấn công tên lửa từ khinh hạm, tàu ngầm hạt nhân và hệ thống phòng thủ ven bờ. Ngoài ra, cuộc tập trận còn bao gồm các hoạt động bắn pháo, phóng tên lửa, thực hành phòng thủ chống lại lực lượng đổ bộ và hành quân dọc theo bờ biển phía bắc. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết tất cả các giai đoạn của cuộc tập trận đều mang tính chất phòng thủ và nhằm cải thiện công tác huấn luyện lực lượng hải quân và quân đội ở biên giới phía đông bắc của Nga hãng tin TASS dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết liên quan đến việc Anh thực hiện các chính sách chống Nga, một quyết định đã được đưa ra nhằm mở rộng danh sách trừng phạt của Nga, bao gồm các đại diện của cơ quan quân sự, chính trị, báo chí và cộng đồng khoa học Anh, tổng cộng 23 người. Bộ Ngoại giao Nga cho hay danh sách các công dân Anh bị cấm vào Nga bao gồm tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Anh Antony Radakin, người giám sát việc huấn luyện các binh sĩ của lực lượng vũ trang Ukraine trên lãnh thổ Anh Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hỗn hợp Madeleine Alexandre và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Quốc phòng BAE Systems Cressida Hock. Trước đó, vào đầu năm 2023, Bộ Ngoại giao Nga cũng đã bổ sung 36 công dân Anh vào danh sách trừng phạt với hình thức cấm nhập cảnh vào Liên bang Nga. Danh sách trừng phạt lần này gồm một số thành viên của chính phủ Anh, đại diện của các cơ quan thực thi pháp luật Anh và một số phóng viên, nhà báo Anh. Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng, Anh cố tình từ chối đối thoại mang tính xây dựng với Nga Thay vào đó, nước này cùng với Mỹ tiếp tục đường lối đối đầu với Nga, tăng cường tuyên truyền thông tin giả mạo chống Nga và kích động chủ nghĩa bài Nga. Bộ Ngoại giao Nga khẳng định rằng nước này sẽ đáp trả thích đáng các hành động ủng hộ chính quyền Ukraine chống lại Nga. Tiếp đến, vào tháng 8, Bộ Ngoại giao Nga lại tiếp tục bổ sung 54 công dân Anh vào danh sách trừng phạt với hình thức cấm nhập cảnh vào Liên bang Nga. Cụ thể, trong danh sách trừng phạt trên có công tố viên Karim Khan của ICC, Bộ trưởng Thể thao Anh Lucy Fraser, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Annabel Gondi và một số nhà báo của Anh. Theo Bộ Ngoại giao Nga, việc này là để đối phó với việc Anh triển khai mạnh mẽ đường lối chống Nga, trừng phạt đơn phương đối với công dân và các pháp nhân Nga. Bộ Ngoại giao Nga cho biết danh sách trừng phạt lần này gồm đại diện của các tổ chức chính trị, cơ quan thực thi pháp luật, báo chí Anh. Nga cáo buộc những người này đang tích cực vận động hành lang để cô lập thể thao Nga trên trường quốc tế, cung cấp vũ khí cho Ukraine, cung cấp các thông tin tình báo cho Ukraine chống lại Nga tuyên truyền chống Nga trên các phương tiện truyền thông đại chúng, đồng thời nhấn mạnh rằng những nỗ lực của Anh nhằm tiếp tục chống Nga sẽ nhận được sự phản đối quyết liệt từ phía Nga và trong thời gian tới, nước này sẽ tiếp tục bổ sung trừng phạt công dân Anh để đáp trả. Từ khi Nga phát động hoạt động quân sự ở Ukraina, Nga và Anh liên tục trừng phạt đáp trả lẫn nhau, khiến quan hệ hai bên gia tăng căng thẳng. Bộ ngoại giao Nga nhấn mạnh những nỗ lực của Anh nhằm tăng áp lực trừng phạt đối với Nga chắc chắn sẽ nhận lại sự phản đối dứt khoát từ Nga. Việc mở rộng danh sách trừng phạt của Nga nhằm đáp trả các hành động của London sẽ tiếp tục. Các nước đồng minh của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, gồm Mỹ, Italia, Thổ Nhĩ Kỳ, Romania và Bulgaria mới đây tham gia cuộc tập trận mang tên Triton 2023 ở Biển Đen. Các khoa mục bao gồm diễn tập khả năng phát hiện, nhận dạng và vô hiệu hóa đạn dược và bom mìn dưới nước ở một số khu vực nhất định trên biển. Lực lượng hải quân các nước sẽ hoạt động luân phiên tại những khu vực được chỉ định trước. Mục đích của cuộc tập trận là tăng cường huấn luyện chiến thuật cũng như nâng cao trình độ và kỹ năng cho các binh sĩ. Bên cạnh đó, cuộc tập trận còn nhằm áp dụng các tiêu chuẩn của NATO đối với các hoạt động lặn và kích nổ đạn dược, bom, mìn dưới nước, cải thiện các quy trình cũng như công tác hỗ trợ hậu cần và y tế cho các hoạt động này. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Bulgaria nêu rõ, đây là năm thứ ba liên tiếp cuộc tập trận được tiến hành ở vùng lãnh hải của nước này. Theo kế hoạch, cuộc tập trận sẽ kéo dài đến ngày 29 tháng 9. Trong khi đó, cựu sĩ quan tình báo thủy quân lục chiến Mỹ Scott Ritter nhận định trong một cuộc phỏng vấn với blogger Jeff Norman rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO có khả năng đã giúp quân đội Ukraine chuẩn bị cho cuộc tấn công tên lửa vào trụ sở hạm đội Biển Đen ở Sevastopol, Crimea. Ukraine trước đó cho biết cuộc tập kích hôm 22 tháng 9 nhắm vào một cuộc họp của các quan chức hải quân Nga tại thành phố Sevastopol. Có thông tin cho rằng Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa Storm Shadow của Anh trong vụ tấn công. Nga cũng đã xác nhận vụ tấn công của Ukraine, đồng thời nói rằng ít nhất một tên lửa đã tấn công trụ sở hạm đội Biển Đen. Bộ Quốc phòng Nga chỉ thông báo rằng một binh sĩ Nga đã mất tích. Moscow cho biết vụ tấn công đã khiến trụ sở hải quân bị hư hại, các mảnh vỡ nằm rải rác cách đó hàng trăm mét. Phía Nga cũng lưu ý rằng hệ thống phòng không của nước này đã phá hủy 5 trong số các tên lửa Ukraine tấn công trụ sở hạm đội Biển Đen. Hiện chưa rõ tính xác thực về số liệu thương vong trong vụ tấn công được phía Ukraine đưa ra, Tuy nhiên không ít lần trong quá khứ, Ukraine lẫn phương Tây loan tin về tình trạng sức khỏe của các nhân vật cấp cao trong chính quyền Moscow và Nga đều đã đưa ra các bằng chứng bác bỏ. Bán đảo Crimea đã sáp nhập vào Nga vào năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý, nhưng Ukraine không công nhận và tuyên bố sẽ giành lại khu vực này. Thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea là nơi đặt trụ sở hạm đội Biển Đen. Thời gian gần đây, Nga thường xuyên cáo buộc Ukraine tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào bán đảo Crimea và hạm đội Biển Đen. Ông Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng An ninh Quốc phòng Ukraine mới đây cảnh báo những người tham dự diễn đàn an ninh Kiev rằng chiến tranh thế giới thứ ba đã thực sự diễn ra. Ukraine và Nga có lẽ đang lâm vào một cuộc xung đột quân sự kiểu chiến hào giống như trong chiến tranh thế giới thứ nhất, mà tại đó hai phe hứng chịu thương vong lớn mà không giành thêm được lãnh thổ đáng kể hoặc thành quả chiến lược nào. Có lẽ tình trạng bế tắc này ngày càng có khả năng kéo dài nhiều năm nữa. Có nhiều lý do thực tế cho nhận định này có nhiều dấu hiệu cho thấy cả Nga và Ukraine đều không sở hữu đủ năng lực quân sự để đánh dứt điểm đối phương. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo tối cao của hai nước cũng khó lòng rút khỏi cuộc xung đột. Họ đều đứng trước áp lực phải giành chiến thắng. Một số nhà báo phương Tây dự báo rằng với mức độ tàn khốc của cuộc xung đột và thiệt hại to lớn do các lệnh trừng phạt, nước Nga sẽ rơi vào tình trạng bất ổn chính trị, còn Tổng thống Putin sẽ mất sự ủng hộ từ quân chúng. Nhưng nhận định này cũng không có cơ sở vững chắc lịch sử nước Nga đã chỉ rõ quốc gia này có thể trải qua nhiều gian khó và thử thách to lớn, tưởng chừng khó vượt qua. Nhưng ban lãnh đạo của họ vẫn trụ vững, như trong Thế chiến 2 chẳng hạn. Tuy nhiên, các dữ liệu hiện nay cho thấy thế giới chưa hẳn đang bước vào một cuộc xung đột tổng lực toàn cầu. Nhưng các kịch bản chính hiện nay đều dự báo một bước ngoặt theo hướng tồi tệ nhất như sau. Thứ nhất, nếu phòng tuyến Nga sụp đổ trên diện rộng, quân đội Ukraine đột phá được qua Zaporizhia, Kherson và các khu vực xung quanh, thiết lập được đầu cầu tiến vào bán đảo Crimea thì điều đó có thể thúc đẩy Nga triển khai vũ khí hạt nhân, cấp chiến thuật hoặc chiến lược để khôi phục thế cân bằng. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev đã liên tục cảnh báo rằng Nga sẽ không ngần ngại sử dụng các vũ khí như vậy nếu cần thiết. Thứ hai, nếu quân đội Ukraine vỡ trận, Kiev thất thủ thì điều này có thể buộc Mỹ và các đồng minh NATO phải tung các vũ khí mới, có sức hủy diệt lớn hơn vào cuộc xung đột ở Ukraine thậm chí có thể triển khai lục quân của chính họ tới đây để khôi phục thế cân bằng. Trong bất cứ tình huống nào, con đường tới thế chiến 3 là điều hiện hữu chứ không phải là khoa học viễn tưởng nữa. Tuy nhiên, vẫn có những kịch bản tốt lành có thể chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Trước hết, cả Ukraine và Nga đều cho thấy họ có khả năng kiềm chế thông qua các đợt ngừng bắn, tránh cho xung đột khỏi mở rộng thành một cuộc giao tranh tổng lực sau khi Nga sắp nhập Crimea vào năm 2014. Cả hai có thể đồng ý đình chiến nếu điều này không đồng nghĩa với một bên nào đó chấp nhận thất bại. Một tình huống bất ngờ khác cũng phải tính tới là kịch bản cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ứng cử và tái đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Nếu ông Trump quay trở lại được Nhà Trắng vào năm tới, khả năng cao ông sẽ giữ lời hứa và cắt toàn bộ viện trợ quân sự cho Ukraine, cũng như gây sức ép lên các nước NATO khác, yêu cầu họ cùng ngưng viện trợ cho Ukraine. Trong kịch bản đó, quân đội Ukraine có thể sẽ phải tìm kiếm một lệnh ngừng bắn những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh youtube của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau